Xin chào anh chị và các bạn, tôi là Minh Quốc. Hiện tại thì Quốc đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và đang phụ trách thị trường Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trong video ngày hôm nay thì Quốc sẽ chia sẻ cho anh chị về một sản phẩm mới của công ty OBS đang phân phối, đó là thức ăn cho tôm. Thì nhằm cung cấp cho quý khách hàng những cái giải pháp nuôi tôm tốt hơn cũng như là tiết kiệm chi phí, thì công ty có phân phối thức ăn của công ty New Hope. Thức ăn New Hope được chia thành hai loại, đó là thức ăn có độ đạm là 40 đạm và thức ăn có độ đạm là 42 đạm. Với cái thức ăn mà 40 đạm thì công ty cung cấp ra thị trường với cái giá tiền mặt là 28.000, và thức ăn 42 đạm thì công ty cung cấp ra thị trường với cái giá là 31.000, và cũng là một trong những công ty thức ăn thủy sản lớn. Và hôm nay thì chào đón cái sự xuất hiện của thức ăn New Hope tại thị trường Ba Tri. Rất là vui khi được giới thiệu đến cô chú anh chị. Với cái tình hình giá tôm như hiện nay thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp tiết kiệm chi phí đầu vào, thì chúng ta sẽ cho cái vụ nuôi nó sẽ thành công hơn. Thì cô chú anh chị nào quan tâm đến cái thức ăn liên hệ trực tiếp với Quốc qua số điện thoại 0916268335 hoặc là bình luận bên dưới, thì những nhân viên của công ty phụ trách tại thị trường sẽ liên hệ với các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.